Anh rất là mong muốn là em sẽ tâng nhiều hơn anh. Wow. Em ok, tất cả mọi người đang ngóng chờ này. Ok này. Hey yo, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một clip siêu siêu thú vị bởi vì chúng mình đang quay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia mọi người nhá. Đây là một địa điểm siêu đẹp của Việt Nam. Và hôm nay có một chương trình cực kỳ lớn ở đây, đó là ra mắt đôi giày mới của Nguyễn Quang Hải. Và hôm nay ấy, anh mời anh qua đây bởi vì sao? Anh muốn em sẽ có một phần so tài cùng anh Hải trên sân khấu. Sao? Sao? Em nghe từ Quang Hải rồi. Sao đấy rằng à? Vì anh Quang Hải chơi bóng rất giỏi nhỉ. Em không biết em có chơi được anh ấy không. Thế thì chúng ta sẽ cùng thử nhé, xem sao nhé. Thì anh. Ok, và hôm nay thì mình có mang đến đây một thứ nữa rất là thú vị, đó là một chai bóng đặc biệt. Em lấy ra cho mọi người xem đi. Một chai bóng mà phải nói là rất thú vị luôn. Yo, sao thấy sao? Khá là đẹp anh ạ. Quả bóng này là quả bóng Champions League mà phiên bản đá ở tuyết các bạn nhé. Tức là nó chỉ dùng khi nào mà trời có tuyết rơi. Thì khi đấy trắng xóa cả sân ấy. Thì quả bóng này sẽ là cái quả bóng để mọi người phân biệt được cái màu sắc trên sân. Và anh mới được tặng quả bóng này. Nên là hôm nay anh nghĩ là mang qua đây mình thử với anh Quang Hải luôn. Sẽ quá đỉnh luôn mọi người ơi. Và bây giờ không nói nhiều nữa. Mình lên thôi. Let's go. Mọi người ơi, đây là một chiếc thang máy nhá. Và bây giờ khách số 1 của anh. Trước khi gặp anh Quang Hải thì anh đố em là giữ bóng trên đầu và đi được cái cầu thang này từ đây trên sân kia. Được. Quá đơn giản, thế đầu nào. Wow, mọi người ơi, vì anh giỏi quá. Thế còn xa lắm nha, cố gắng lên. Like với anh mọi người ơi, like đi. Hay quá em. Wow, tốt nha. Đầu này khả năng giữ đầu của anh rất tốt rồi mọi người ơi. Wow, cố lên, còn một chút nữa thôi, mấy mét nữa thôi. Còn 3 mét nữa thôi. 3, 2, 1. Yo, yes. Tốt chắc. Yes, hay lắm em. Được. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo nhé. Trưng bày đỉnh luôn mọi người ơi, anh Cường. Trời ơi, lâu lắm gặp anh Cường. Yo đại ca, yes. Mọi người đây là bình luận viên bóng đá phủi hàng đầu Việt Nam, anh Cường Ca May, Cường Xà Bông. Ô, anh Cường đây là MC đây à? Đúng rồi, hôm nay thì mình cũng rất vinh dự có một chương trình ở đây. Và cũng rất vui khi mà lại thấy Phúc và các bạn ở đây để gọi là chúng ta cũng đang làm gì gió đúng Phúc. Vâng ạ, rất tuyệt vời mọi người ơi. Uầy. Đây, rất nhiều loại anh em cứ thử chọn nhé. Wow. Đôi giày tí hon. Wow, đôi giày phiên bản mini này mọi người ơi. Wow, bản màu hồng này siêu đẹp mọi người ơi. Anh Cường mà đi đôi hồng này. Đây là một trong những sản phẩm mà tôi rất thích. Đầu tiên nó phải về màu sắc đã, bởi vì đối với môn thể thao thì chúng ta bóng đá nó có sự nam tính mạnh mẽ, nhưng nó cần phải có sự mềm mại lãng mạn của cái màu hồng này, đúng không anh Phúc? Rất là mềm mại và uyển chuyển mọi người nha. Phiên bản màu hồng này rất hay này. Ở đây thì có một chữ Dai by Quang Hải mọi người nhé, mọi người thấy không? Đấy. Và có một logo của Vika ở đây, rất là đẹp. Và đây là hộp giày mọi người nhé, một chiếc hộp giày phải nói là cũng rất đẹp. Có hình Quang Hải, có biểu tượng đang nút like. Với anh ơi, anh bảo này, tí nữa anh sẽ bảo anh Hải tặng em một đôi, anh muốn không? Đúng anh ơi. Hay là tí nữa anh bảo anh Quang Hải tặng cho em một đôi, em đi thử trên sân khấu luôn, thấy không? Thôi anh ơi. Ok nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong nhá. Cảm ơn anh Cường rất nhiều. Yes. Đại ca, đây là trước đây. Đẹp không kìa anh? Ở đây cũng rất đông anh em và những người bạn bè. Hello, chào mọi người. Vì anh ơi, nhìn thấy không? Rất là chu đáo nhá. Mỗi một cái bàn đều có một cái tờ giấy về hình của Quang Hải nha mọi người ạ. Cái hình này thì em xin chữ ký rất đẹp nha vì anh ạ. Ngoài ra ở đây còn có mẫu đế lót của cái đôi giày này. Có vẻ như là cảm giác có cái lớp lỗ đây rất là thoáng khí mọi người nha. Anh Quang Hải đang ngồi trên kia kìa, thấy chưa? Vì anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Cố gắng nhá. A few moments later. Tốt đấy. Tập trung vào, đúng rồi. Cứ tập đều nghe được. Tốt đấy. Chào em. Hello em. Em thay mặt Hải có món quà nhỏ tặng Phúc và em. Wow. Đây là mẫu giày VH19 neo. Ok ok. Thôi rồi bây giờ mình nghĩ là xỏ luôn đấy. Chuẩn bị lên sân khấu rồi đấy. Được, chúng ta vào anh Quang Hải đấy nhé. Giày vào đi. Được xong thì chúng mình đã vào trong rồi. Và bây giờ thì trước khi trình bắt đầu thì phải khởi động một chút mọi người nhá. Ok. Vẫn đẹp màu hồng luôn. Yes. Tự tin không? Đôi giày mới mà lần đầu tiên đi mà lên sân khấu luôn còn lo. Còn màu hồng nữa. Cưng mà, đáng yêu mà. Rất là vui vẻ và dễ thương. Cố lên nha. Quang Hải hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ mãi là một nơi gắn kết, mang con người đến với nhau,
khi có chung một niềm đam mê với tình yêu dân tộc. Và xin giới thiệu mọi người, đây là Nguyễn Ngọc Phát, nhà vô địch Việt Nam. Bác sĩ cao rất đẹp mắt. Bác sĩ này cảnh trang hơi kỹ. Yes. Chỉ phải đạp gầm dây. Nào, cho nhập cuộc với. Vâng, xin chào mọi người và chúng ta vừa làm MC và chúng ta vừa chơi bóng ạ. Yo, động tác rất đẹp mắt. Quang Hải không hổ danh là cầu thủ tân bóng số 1 tuyển Việt Nam. Động tác sit down. Thái nét. Wow, tuyệt vời. Wow, xuất sắc mọi người ơi, tay nào. Xuất sắc quá, tuyệt vời. Nhưng mà người còn nhớ thì hôm vừa rồi thì chúng ta có một kỷ lục của Quang Hải. Đó là trong vòng 20 giây tâm được bao nhiêu quả anh nhỉ? Hôm nay em nhớ là 20 giây em tâm được 50 quả. 60? À từ từ không, thấy là em chưa đi giày pika. À, thế thì bây giờ hôm nay mình có thử lại không? Hay là thử lại một lần được không? Ok. Và hôm nay thì thử xem là với đôi giày pika thì liệu Quang Hải có nhanh hơn trước được không? Okay. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Tay cho Quang Hải không ạ? Ok nhá, xanh chín nhá. Về đây. Ok này. 3, 2, 1, bắt đầu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 6, 5, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63. Thế giờ 65 quả. Wow. Có vẻ như là hôm nào không đi giày Quika chỉ 60 thôi. Nhưng mà hôm nay đi được 65 quả. Và Quang Hải còn thích đấu ai thì đây phá kỷ lục của mình không? Mong rằng mọi người sẽ phá kỷ lục này. Bây giờ chúng ta sẽ mời một tay năng nhí lên đây. Nào, về đây nha nè. Rồi. Vừa sau em thấy chưa? Em thấy con Hải 65 quả trong vòng 20 giây. Em nghĩ sao? Khá là khó anh ạ. Khá là khó. Thế bây giờ chúng ta thử với đôi giày Vika lần đầu em đi xem là liệu có được có vượt qua anh Hải không, hay là bằng con số của anh Hải thôi cũng là một kỳ tích được đúng không? Anh Hải nghĩ sao? Khoảng bao nhiêu thì đẹp nhỉ? Anh rất là mong muốn là em sẽ tăng nhiều hơn anh. Ok, tất cả mọi người đang ngóng chờ này. Ok này, sang kia này. Cố gắng nhá. Bình tĩnh này. Để chỉnh lại cái đồng hồ đó chứ. Đấy, cái người bấm được ngoài còn run hết cả cái người tân này. Đây. Ok. Rồi, đi ai. Bắt đếm nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá bạn Tân, hay quá.